Gordon. Dạ, xin tội. Đây là chương trình tin tức VOA Express của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29 tháng 8, 2011. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam đặc xá hơn 10.000 tù nhân trong dịp lễ Quốc Khánh. Tổ chức Thiên Chúa Giáo Quốc tế yêu cầu Việt Nam cung cấp thông tin về một tù nhân lương tâm bị biệt giam. Chính quyền Hà Nội đối thoại với người biểu tình chống Trung Quốc. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam sẽ đặc xá cho hơn 10.000 tù nhân trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Trong đó có 5 người bị kết tội xâm phạm an ninh quốc gia, bao gồm 3 người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nhưng không có nhân vật bất đồng chính kiến nổi bật nào được phóng thích dịp này. Hà Nội thường bị cộng đồng quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ chỉ trích vì giam cầm những người bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo. Ngược lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng ở Việt Nam không có ai bị giam giữ vì lý do bày tỏ chính kiến. Chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Việt Nam nói lệnh ân xá nhân dịp lễ Quốc khánh hàng năm thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam không dung chấp bất kỳ hình thức bất đồng quan điểm nào và thường dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để kết tội những người bị cho là mối đe dọa cho chế độ độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Tổ chức Thiên Chúa Giáo Quốc tế gọi tắt là ICC yêu cầu chính phủ Hà Nội cung cấp thông tin về bà Pupat, một tù nhân lương tâm bị biệt giam không rõ tung tích. Bà Pupat, một người thượng ở Gia Lai theo đạo Tin Lành Đề Ga, bị bắt hồi tháng 4 năm 2008 và bị tuyên án 5 năm tù về tội phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc vì đã tổ chức các sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp. ICC kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền công dân và cho phép cộng đồng Đề Ga ở Việt Nam hoạt động. Ngoài ra, tổ chức này cũng phát động chiến dịch thu thập chữ ký trên mạng để áp lực chính quyền Việt Nam phải công bố thông tin về tù nhân tôn giáo Pupat. Theo Tổ chức Thiên Chúa Giáo Quốc tế, nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo đang bị cầm tù tại Việt Nam với những tội danh vô căn cứ vì họ không gia nhập các giáo hội quốc doanh. Chính quyền thành phố Hà Nội có cuộc đối thoại với những người ký tên trong bản kiến nghị phản đối thông báo đề ngày 18 tháng 8 của chính quyền yêu cầu ngừng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Chu Hảo, Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện diễn ra vào ngày 27 tháng 8. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết: "Đây không phải là một họp để giải quyết. Đây là một cuộc họp để lắng nghe lẫn nhau, nhưng mà thực sự cách hiểu của mỗi bên còn khác nhau rất là xa. Cần phải làm rõ, bản thân tôi kiến nghị để làm rõ những điểm khác biệt ấy, thì Bộ Tư pháp, các học giả và Ủy ban thành phố nên có một cuộc hội thảo để làm rõ là những cái chuyện như thế là có đúng pháp luật hay không, có đúng pháp hay không. Tôi chỉ có thể có một kỳ vọng nho nhỏ, tức là tiếp tục có đối thoại. Nhưng mà kỳ vọng nhiều thì tôi nghĩ là khó lắm." Ngoài kiến nghị phản đối thông báo cấm biểu tình của chính quyền Hà Nội, một số trí thức, học giả Việt Nam còn có thư yêu cầu Bộ Ngoại giao công khai thông tin về quan hệ với Trung Quốc, thư kiến nghị Quốc hội và Bộ Chính trị về vấn đề bảo vệ đất nước, cũng như thư yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phải xin lỗi về các bài phóng sự, vu khống, xúc phạm những người tham gia các cuộc biểu tình yêu nước để phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cảnh báo về sự xuất hiện của một chủng đột biến mới của virus cúm gia cầm H5N1 tại Việt Nam và Trung Quốc. FAO kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó và theo dõi sát để chống lại nguy cơ có thể tái bùng phát một đợt dịch lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì kể từ khi virus H5N1 được phát hiện vào năm 2003, toàn cầu có 565 người được xác nhận nhiễm cúm gia cầm và 331 nạn nhân trong số này đã tử vong. Chuyển sang một số thông tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tiểu bang bị ảnh hưởng của bão Irene, trong đó có bang North Carolina, bang Virginia và bang New York, để chính phủ liên bang có thể sử dụng các nguồn lực để đáp ứng. Tổng thống Obama nói rằng nhiều người Mỹ vẫn còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất điện và lụt lội.
và tình hình này có thể xấu thêm trong những ngày tới do nước các con sông tràn lên bờ. Ông nhấn mạnh là ảnh hưởng của bão vẫn chưa hết. Hiện thời, bão Irene không còn những cơn gió mạnh của những trận bão lớn và đã di chuyển sang Canada vào sáng sớm hôm thứ Hai. Nhiều nơi thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thể ngập lụt nghiêm trọng. Bão Irene làm thiệt mạng ít nhất 18 người và làm tê liệt giao thông đường bộ và đường hàng không trên suốt lộ trình của nó tại vùng biển miền Đông Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại châu Á, bão Namadon đổ bộ vào Đài Loan ngày 29 tháng 8, mang theo mưa to gió lớn, khiến nhiều trường học và cơ sở làm ăn phải đóng cửa, hàng ngàn người phải di tản. Bão Namadon mang đến những cơn gió trên 100 km/h, đầu tiên đánh vào huyện Đài Đông thuộc miền Đông Nam vào lúc sáng sớm. Sau đó, bão di chuyển về vùng biển miền Tây có đông dân cư. Nhà chức trách đã di tản được hơn 6.000 người ở miền Đông và miền Nam trước khi có bão. Các nhà dự báo thời tiết trong đợi bão Namadon sẽ quét ngang qua phía nam của thủ đô Đài Bắc trước khi trở thành một cơn áp thấp nhiệt đới và di chuyển đến vùng biển miền đông của Trung Quốc. Trong cuộc bầu chọn vòng nhì của Đảng Dân Chủ Nhật Bản ngày 29 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda đã đánh bại Bộ trưởng Thương mại Banri Kaeda để trở thành thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản. Đây là vị thủ tướng thứ 6 của Nhật trong vòng 5 năm qua. Ông Noda đã đánh bại Bộ trưởng Công Thương Banri Kaeda trong vòng thứ nhì của cuộc bầu chọn giữa hai người do các đại biểu Quốc hội của Đảng Dân Chủ tổ chức. Theo trong đợt, Quốc hội Nhật sẽ bầu ông Noda làm thủ tướng vào ngày thứ ba. Đương kim thủ tướng Naoto Kan đã từ chức hôm thứ Sáu để giữ lời hứa ông đã đưa ra trước đây trong năm. Sức khỏe của nhà hoạt động chống tham nhũng ở Ấn Độ đang phục hồi sau khi ông chấm dứt 13 ngày tuyệt thực. Ông Anna Hazare đã chấm dứt cuộc tuyệt thực hôm Chủ nhật sau khi Quốc hội đồng ý là sẽ thông qua đạo luật chống tham nhũng cứng rắn hơn. Cuộc tuyệt thực của ông đã huy động sự đoàn kết của hàng triệu người Ấn Độ chống lại chính phủ của Thủ tướng Manmohan Singh. Hôm thứ Hai, bác sĩ của ông Hazare cho biết sự phục hồi của ông là khả quan và điều kiện sức khỏe của ông đã cải thiện được 30%. Một chuyên viên y tế thông báo với tòa án xét xử các cựu lãnh đạo của Khmer Đỏ rằng một trong bốn bị can đã bị mất trí nhớ và có thể mắc bệnh Alzheimer. Báo cáo của chuyên viên lão khoa John Campbell nói rằng bị can Yeng Thirit, cựu bộ trưởng xã hội dưới thời Khmer Đỏ, có thể không thích hợp để ra trước phiên tòa xét xử về vai trò của bà trong chế độ tàn bạo, bị quy trách nhiệm về cái chết của hơn 2 triệu người hồi cuối thập niên 1970. Ít nhất, bị can Yeng Thirit, 79 tuổi, cũng phải trải qua một cuộc xét nghiệm thêm và có nhiều phần chắc là phần bắt đầu lấy lời khai của phiên tòa lịch sử này sẽ phải dời lại cho tới năm sau. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.